chạm đầu của Rodrigo. Man sau đây, Rodrigo bắt không dành cho câu lạc bộ Nam Định. Man sau đây không được, xem lại pha bóng dứt điểm của Victor Man sau đây. Đó là một quả đá phạt 11m dành cho đội chủ nhà. Rodrigo, đó là bàn thắng thứ hai, cú đúp cho Rodrigo, tỷ số là 2-0, lợi thế được củng cố cho câu lạc bộ Nam Định. Cơ hội đối mặt dành cho Rodrigo. Nụ cười mãn nguyện của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Rõ ràng là mọi thứ quá nhanh, quá nguy hiểm. 3-0. Vừa chạm đầu của Rodrigo, man sau đây. Rodrigo bắt không dành cho câu lạc bộ Nam Định. Đó là một pha lập công vô cùng quan trọng vào thời điểm này. Và tất nhiên là với bàn thắng này thì rất đông các cổ viên của Nam Định vào lúc này chắc chắn là đã bùng nổ trên sân đồng Thiên Trường. Những tình huống bóng bổng, đó là thứ vũ khí mà câu lạc bộ Nam Định đã sử dụng xuyên suốt cho tới thời điểm này. Họ liên tục nhồi bóng vào khu vực 16m50 khi có cả Mansaray và Rodrigo là những người có khả năng tranh chấp rất tốt. Vừa rồi chính bộ đôi này đã cùng nhau làm nên bàn thắng mở tỷ số của trận cầu được coi là chung kết ngược ở vòng đấu thứ 25. Tỷ số là 1-0, lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà. Hãy cùng xem lại pha phối hợp đã dẫn tới bàn thắng của Rodrigo. Đến cơ hội thứ 3 thì Rodrigo không thể bỏ lỡ nữa. Cú đá ở cự ly gần. Một tình huống đánh đầu chiến thuật cho Victor Mansaray và sau đó băng vào dứt điểm cực nhanh. Đó mới chỉ là pha lập công thứ 3 của Rodrigo ở mùa giải năm nay mà thôi. Một số lượng bàn thắng có thể nói là không xứng đáng với những gì mà người ta kỳ vọng vào một trung phong. Nhưng đó có thể sẽ là một trong những bàn thắng quan trọng nhất của Nam Định mùa này. Rodrigo 3-3. Rodrigo vẫn là Rodrigo. Quá nhẹ. Đây là Mạnh Hùng. Man sau đây không được. Penalty. Trọng tài Cô Yên Xin đã quyết định rằng đó là một quả đá phạt 11m dành cho đội chủ nhà. Và thêm một chiếc thẻ vàng nữa dành cho Cao Văn Triền. Mansaray có đầy đủ thời gian, không gian thoải mái vào đà trước khi tung ra cú đá vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng dứt điểm của Victor Mansaray. Chính xác, đó là một quả 11m dành cho Nam Định. Không có gì phải bàn cãi cả. Nếu như Nam Định có thể có được bàn thắng thứ hai thì họ sẽ có một lợi thế quá lớn, không thể bàn cãi, để tự tin hướng tới chiếc vé trụ hạng sớm trước một vòng đấu. Sẽ là Rodrigo. Vũ Hồng Việt và Trịnh Trung Kiên đều đang hết sức chờ đợi, cũng như tâm trạng của tất cả các cổ động viên Nam Định trên sân Thiên Trường. Rodrigo và thủ môn Phạm Văn Phong. Rodrigo, đó là bàn thắng thứ hai, cú đúp cho Rodrigo, tỷ số là 2-0, lợi thế được củng cố cho câu lạc bộ Nam Định trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải đối với họ. Khó khăn chồng chất khó khăn với câu lạc bộ Sài Gòn, họ đã phải đón nhận hai bàn thua chỉ trong hiệp 1. 2-0. Rodrigo có thể không chơi hay trong xuyên suốt chiều dài của mùa giải, nhưng cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay có thể sẽ giúp cho các cổ động viên Nam Định phải nhớ mãi tới anh. Bàn thắng thứ tư của Rodrigo, đó là một quả đá phạt 10m vào góc cao. Thủ môn Phạm Phong đã đoán được hướng nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vừa rồi.
2-0. Cơ hội đối mặt dành cho Rodrigo. Vòng có 3 phút thôi thì câu lạc bộ Nam Định đã có liên tiếp được 2-3 lập công. Đã có 3 bàn thắng được ghi cho câu lạc bộ Nam Định ở trận đấu này, nhưng chỉ có một cái tên duy nhất xuất hiện trên bảng tỷ số, đó là Rodrigo. Khi mà phòng ngự của câu lạc bộ Sài Gòn đã đứng cả lại khi cho rằng Rodrigo đã ở vào vị trí việt vị thì đã không có một tiếng còi nào cất lên cả. Rodrigo thoát xuống và dứt điểm về phía góc xa. Hat-trick dành cho Rodrigo. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa cú đá của Rodrigo. Trước đó thì đã có một nhịp bị trượt chân của Phạm Văn Phong trong tiếng lùi về và khiến cho anh không thể kiểm soát được tình hình nữa. 3-0. Ngày hội trên sân Thiên Trường vẫn đang tiếp tục với đội chủ nhà. Có tin khi trong một trận đấu như thế này thì họ đã có tới 3 bàn thắng chỉ trong hiệp 1. Thế thì Sài Gòn cũng đã khởi đầu không quá tệ với hàng loạt bất lợi mà họ đã phải đón nhận trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã trở nên vô cùng tồi tệ với Sài Gòn. Có lẽ là tình huống dứt điểm sôi cột dọc của Matheus Vieira là một điều gì đó đen đủi mà câu lạc bộ Sài Gòn sẽ phải đón nhận ở trận đấu này. Họ không thể vươn lên dẫn trước và bây giờ đã phải đón nhận tới 3 bàn thua. Không hề có lỗi việt vị. Góc quay vừa rồi có thể nhận thấy là Rodrigo xuất phát từ bên phía phần sân nhà khi đồng đội bắt đầu thực hiện đường chuyền dành cho anh. 2 phút đá bù giờ. Hiệp đấu đầu tiên sẽ có 2 phút nữa. Đây sẽ là tình huống cuối cùng của hiệp 1. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài chính Công Xin đã nổi lên. Kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Nam Định và Sài Gòn. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 25 đã trải qua một hiệp đấu với cú hat-trick của Rodrigo. Cái lắc đầu của thủ môn Phạm Văn Phong đã nói lên tất cả những gì mà Sài Gòn đã phải trải qua ở hiệp đấu đầu tiên vừa rồi. Nam Định đã để dành tất cả những con người tốt nhất của họ cho trận đấu quan trọng nhất này và tất cả những tính toán với lối chơi tấn công, những phương án chiến thuật mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã xây dựng cuối cùng cũng đã có được hiệu quả. 3-0, một kết quả có thể giúp cho nhiều người Nam Định vào lúc này đã nghĩ tới một chiếc vé trụ hạng sớm. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn còn có 45 phút còn lại của hiệp 2 sắp tới để tiếp tục chứng kiến cuộc đối đầu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 25. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 2.